Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình mang đến cho các bạn một cái chiếc đồng hồ mà theo mình đánh giá là rất đáng để chơi. Đó. Chiếc đồng hồ này đến bằng cái nó ship cho mình bằng cái hộp này nha anh em, cái hộp mũ bình thường thôi. Mở ra thì nó có cái lớp mút vậy đây. Đó. Bình thường thôi, rẻ, warranty 2 năm nha anh em. Đây, anh em nào mà thích chơi Seiko thì đây là một cái thương hiệu mà anh em cần phải chú ý. Phải nói, nó rất là đẹp. Mình sẽ không nói giá. Ở đây mình sẽ nói giá ở cuối video, thử anh em đoán thử coi cái đồng hồ này bao nhiêu tiền nha. Để mình lau cái cho nó bóng, quay cho nó rõ. Đây. Đây là cái đồng hồ. Nó cập bi trên chiếc Seiko Sumo. Có size mặt là 44. Dày khoảng dày là cỡ 14 đó anh em. Đó. Nó chạy máy là NH35 máy 4R đó. Đó. Là kiếng sapphire luôn nha anh em. Bóng lưỡng luôn. Còn viền cái niềng này là cái niềng này là niềng niềng bằng sắt thôi chứ không phải bằng ceramic. Nhưng mà à, cái tiếng này rất là hay và nó nhạy lắm anh em. Rất là ngon, không có bị, không có lỏng gì đó, ngon lành luôn, very good luôn. Đó. Nó có rất là nhiều màu, nó có 5-7 màu gì đó. Anh em lên cái website nó mua thẳng luôn. Nó hiện cái giá của nó là 230 mà bây giờ nó sale rồi, rẻ, nó sale. Rất là đẹp. Mình thì mình chọn cái màu đen, nó có cái thân màu trắng nữa, cái thân stainless steel nữa. Mà nó có cộng như nếu mà mình chọn stainless steel thì cái cộng dây thép luôn, mình chọn cái vỏ thép thì cái dây thép luôn, còn cái màu này thì lại không có dây thép, có cộng dây da thôi. Nhưng mà cộng dây da cũng ok, cộng dây da cũng đẹp lắm á anh em. Đeo lên tay nhìn cũng đẹp. Khó quá ở đây. Đó. À. Rất là đẹp. Nó làm ra không có thua Seiko gì đâu anh em. Nó làm rất là đẹp đó nha. Kiếng nè, anh em coi cho kỹ đi. Đó. Nó hoàn thiện là cứ lằn bóng, lằn phay xước, lằn bóng, lằn phay xước, lằn bóng, lằn phay xước. Đó. Mình rất thích cái da vỏ này nha. Nè, anh em coi cái dòng bezel nó hụp xuống luôn nè, thấy không? Y như cái thằng sumo vậy, nó bắt chước thằng sumo mà nè, nó núm thì núm cũng screw down luôn, chống nước là 200 mét. Đó. Máy cũng chạy nghiêm chỉnh lắm, không có gì mình để ý rồi, chạy cũng cả 2 tuần nay rồi, thấy cũng ngon lành lắm, không có trễ giờ, không có gì hết. Máy này máy Seiko mà, nhưng mà mình nghĩ là nó làm ở trong hãng của nó nhưng mà lấy kiểu của Seiko thôi, chứ thật sự cái mình lên code mình có rất là nhiều chiếc đồng hồ có máy của Seiko, nhưng mà cái code này cái tiếng nghe không im bằng cái mấy cái máy kia đó, không biết nó làm sao như đó. Nhưng mà mình lên code thì thấy không im bằng. Đó. Đó.
Nhưng mà để mình nói giá cho anh em nè, cái đồng hồ này là nó chỉ có 169 đô Mỹ thôi nha anh em, quá rẻ luôn đó. Nó bằng giá với cái thằng Seiko Phi à, mà Seiko Phi làm sao mà ngon mà thằng này. Seiko Phi là xài hắc lắc rồi gì, còn này người ta là sapphire luôn. Cái niền á ngon hơn Seiko luôn, cái niền chặn ngon hơn Seiko luôn đó. Lum thì cũng sáng, lum sáng lắm à đó. Tại mình ngồi trong đây chặt quá mình đi không có được, chứ đi được mình thử cái lum cho anh em đó, nè đó, cộng dây da của nó cũng đẹp đây. Đó. Nhưng mà cái hãng này làm rất là kỹ nha anh em, kể cả cái cọng này nè, cái cọng sắt này nó cũng xài cái cọng mập nữa, nó xài cọng mập luôn chứ nó không phải xài cái cọng mà ốp nhôm ốp nhách tầm bậy giống như mấy cái hiệu của China kia khác đâu à. À quên nữa, cái hãng này là của China nha anh em. Cái hãng này là Made in China, nhưng mà người China là China đàng hoàng chứ không phải là ba cái China đồ điểu đó. Họ là họ chuyên môn, họ họ làm homemade là những cái dòng Seiko Hamilton đó, mà đa số là nó homemade Seiko, là nó làm và cái nó sửa cái đai cái đao lại chút xíu mình thấy cũng đẹp. Với cái vỏ thì nó làm vỏ nhiều khi bằng đồng rồi vậy đó, nhưng mà mình thì mình không thích chơi đồng, tại chơi chơi đồng sau này nó ngã ngã màu á, nhìn thấy nó cái đồng hồ nó cũ đi. Nhưng mà nhiều anh em thì rất thích, nhưng mà cái lối chơi mình thì mình không có thích đó. Mình chủ yếu mình lập cái kênh này á là để mình giúp cho những anh em nào mà muốn mua những cái đồng hồ nào mà rẻ thì mình sẽ chỉ chỗ cho anh em mua tận chỗ luôn đó, mình không có giấu cái gì đâu đó. Chơi mình muốn chỉ cho anh em là mua chơi được những cái chỗ mà nào mà nó rẻ rồi vậy đó, theo kinh nghiệm của mình biết tới đâu mình chỉ tới đó nha, có gì sơ sót thì anh em thứ lỗi. Cái đồng hồ này là mua thẳng ở trên website của nó luôn, là nó free shipping. Qua bên Úc là mất khoảng, kỳ đó mình mua cũng nó free shipping mất hơn 1 tuần, tại vì lúc mình mới mua là cái đồng hồ này nó mới ra, mình nghĩ là chưa có hàng. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ chắc mua chắc nó ship chừng vài bữa là tới rồi, tụi này nó ship mà nó ship express luôn á, nó ship lẹ luôn chứ không phải là ship chậm chậm giống như mấy mua đồ qua cái đồ kia đâu. Rất là đẹp đó. Anh em cứ search search cái hiệu này thì nó lên thôi, rồi anh em vô đó anh em mua, nó cho trả tiền Mỹ, tiền mình chọn đủ thứ tiền được hết á, nhưng mà không có tiền Việt Nam thì chọn tiền Mỹ đi cho nó dễ đó. 169 đô Mỹ, dây màu nào cũng bằng giá hết nha anh em, không mua bây giờ là mai mốt nó lên giá đó. Hai giá thường của nó là 220, 230 là nó sale 50 đồng đó. Đối với những anh em nào chơi Seiko thì cái kiểu này không có còn lạ gì nữa rồi đó. Cho anh em nhìn lại cái dial cho nó kỹ, cho nó zoom vô đây sát luôn. Đó, rồi vậy ha, anh em có cần cái gì, muốn biết thêm thông tin gì nữa
thì comment ở dưới rồi mình giúp được cái gì mình giúp đó, không có gì hết. Mình chỉ muốn giúp cho những người mê đồng hồ giống như mình mua được những chiếc đồng hồ rẻ mà tốt, đáng với những đồng tiền. Chứ mình đi làm cũng cực mà mua như bậy bạ uổng tiền ha. Đó. Theo mình đánh giá thì mình thấy cái hiệu đồng hồ này nó làm rất là đáng đáng đồng tiền. Với cái giá này anh em mua Seiko làm gì mà được đẹp giống vậy? Mua Seiko File thì cái giá này chỉ gỡ được Seiko File thôi. Mà Seiko File thì làm sao mà có cái máy tốt giống vậy, với làm sao mà có cái kiến sapphire rồi cũng có cái độ hoàn thiện đẹp giống vậy. Đó. Ok. Nếu anh em nào cần thì nhớ cứ hỏi mình nha, mình trả lời cho không có gì ngại hết. Ok. Nếu được thì cho mình xin một cái surprise. Cảm ơn em nhiều để làm động lực ha. Rồi, xin hẹn video tới.